luồn xuống dưới cái khe dưới như mình làm á nói chung là các bạn cứ làm theo y chang mình làm là là nó sẽ ok thôi nha <laughs> Xin chào các bạn, chào mừng đến với đôi chị di động chúng cơ Bây giờ chúng ta sẽ đi dán cái cường lực Hoda Counting dành cho chiếc cái điện thoại iPhone 16 Pro nha Thì các bạn biết là iPhone dòng 16 thì nó được trang bị cái kính uh, Ceramic Shield rồi Um, thì cái kính này là sự hợp tác giữa Apple và cái hãng uh, kính Corning à, và bây giờ chúng ta sẽ dán thêm một cái kính Corning lên nữa thì chúng ta sẽ có gấp đôi cái sự Corning nha các bạn này, kính Corning thì các bạn biết là nó cũng rất là bền hơn rất là trong suốt rồi và được rất là nhiều hãng điện thoại uh, ưu tiên sử dụng làm cái kính uh, bảo vệ cho cái màn hình uh, của mình thì uh, Hoda có cái dòng kính Corning này cũng rất là rất là xịn sò các bạn À, nó sẽ gần như là sau khi dán xong các bạn cũng không có cái gì mà để chê về cái chất lượng của cái kính hết đó. đó thì bây giờ chúng ta sẽ lấy ra khỏi cái hộp và chúng ta sẽ dán cái này nó có cái khung dán luôn nha các bạn. đó cái hộp cái khung đó chúng ta chùm lên trên rồi chúng ta sẽ dán rất là rất là thuận thuận tiện và dễ dàng. đầu tiên thì tất nhiên là chúng ta cần phải đi vệ sinh kỹ cái cái màn hình của máy cho nó sạch đi ha thì ở trong này người ta cung cấp cho các bạn đầy đủ hết không thiếu một cái gì hết trơn từ cái khăn ướt đến cái khăn khô và đến cái keo chấm bụi luôn à, các bạn khi mà các bạn dán với cái, những cái kính mà nó cũ á đã dán đã từng dán kính rồi thì lột ra bỏ cái kính cũ đi để thay lại thì các bạn nhớ là làm vệ sinh kỹ cái phần viền nha nhiều khi đất bụi như nó bóng nó nó bám đầy ở trong đó nó dính cứng nhiều khi mắt thường không nhìn thấy hồi dán nó cộm lên nó hở vô đó nó không dính nữa thì chúng ta cần phải cạo sạch cái đó làm sạch cái phần rìa đó đó là lý do tại sao mới đầu vô video clip là mình mình làm cái phần rìa trước để nhất là mình dùng cái khăn ẩm á mình khăn cồn ướt này nè mình lau vô đó, nó ngấm chút cái nó nó mềm mềm từ từ nó dễ bông hơn ha mình lau vòng vòng chút là nó sạch à đó chịu khó cái chỗ đó một tí rồi sau đó thì lấy cái khăn vải kèm theo này của Hoda luôn đó này là khăn vải rất là xịn sò luôn nha thì chúng ta sẽ lau sạch loại này nó không có bị rớt lông lại nha nó lau đầu sạch đó luôn rồi cuối cùng là chúng ta lấy cái keo chấm bụi để chấm phẹt 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 luôn chúng ta chấm lên chấm lên chấm lên hết cái màn hình cho nó sạch ha rồi đợi xíu để mình chấm cái màn hình xong rồi mình up lên cho các bạn coi luôn nha cái màn hình này chấm nó cứ chạm cảm ứng nó nhảy lung tung vậy hình như nó là cái chức năng mà cứ chạm hai lần là nó hiện nó hiện màn hình lên đây ở trước khi dán thì chúng ta nhớ kiểm tra xem coi cái vị trí của mấy cái mẫu nó đang dính chặt vô của cái phần nhựa này nó dính chặt vô cái khuôn chưa nha tránh trường hợp mà có nhiều cái để khui ra là nó sẽ bị bung ra sẵn đấy các bạn thì các bạn gắn lại đó rồi chúng ta luồn luồn cái cái đồ kéo cái cái, cái, cái sợi dây kéo bằng ni lông bằng bằng nhựa nè luồn xuống dưới cái khe dưới như mình làm á nói chung là bạn cứ làm theo y chang mình làm là là nó sẽ ok thôi nha còn cái hộp nào bạn khui ra mà nó không giống vậy thì các bạn sắp nó lại giống vậy nha nhiều khi hô đa thì nó hay bị tình trạng đó nhưng kính nó thì cũng không có vấn đề gì chỉ mỗi tội là cái khuôn kéo của nó sao mà nó cứ hay xúc ra ngoài đó kéo từ từ thôi nha nhớ lưu ý là kéo chậm 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 đều tay nha đừng có nghiêng qua bên nào hết nha nghiêng một bên nhiều khi nó bị rách giữa chừng luôn đó mình nó từng bị rồi đó tới đây rồi chúng ta cầm cái miếng ni lông bên trong ta kéo miếng này nó mỏng hơn nha cái hộp này nó tự động cái cái khung này nó tự động lấy bụi lên các bạn rất là ok nha gần như là không có bị bụi gì sau khi dán rồi keo nó bạn thấy là nó cũng như trên màn hình nó cũng tự lan ra ha thì tất nhiên nó không thể nào mà lan hết được chút nữa thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ lùa nó cái phần bọt nó ra một xíu thôi rất là đơn giản thôi rồi gỡ mấy cái mấu nhựa này ra nè rồi chúng ta sẽ lấy cái khung ra trước rồi tiếp theo thì lột cái miếng siêu ở trên này ra đó. Còn miếng bọt như này thì chúng ta có thể là miết nó ra ha Miết nó ra hoặc là dở cái uh, Dở cái kính lên chút xíu uh, Dở kính lên chút xíu chúng ta rà cái bọt đẩy cho nó ra ngoài là nó sẽ ok thôi yeah. Kính này nó rất là mướt nha các bạn Sờ lên không biết là lâu dài thế nào nhưng mà mới sờ lên là thấy mướt lắm mướt cực kỳ luôn uh, có cái trong cái hộp này có cái chứng chỉ gì mà chứng chỉ kính Corning nữa Uh, nhưng mà nhưng mà thời gian sau thì mình không biết nha tại như hồi trước là Hoda là nó nó cái kính Sapphire lúc đầu cũng có chứng chỉ chứng chỉ sau này nó cũng bỏ hết rồi các bạn hiện tại thì con in thì thấy vẫn còn và ở dần dưới của cái con in này cái phần viền đen của nó thì nó cái loại trên 16 rồ nó cũng chưa được mỏng lắm như các bạn chưa mỏng bằng cái loại mà hợp vàng trong suốt bình thường ở trên bản rồ bản thường bản con in này viền đen mình cảm thấy nó hơi dày hơn và trên cái viền đen ở dưới nó có in cái chữ gì nhỏ nhỏ gì con in gì ở dưới đó In Mac by Corning gì đó, nó nhỏ xíu à, đọc khó đọc lắm. Nói chung là camera cũng không có quay nổi cái phần đó. đó bây giờ mình sẽ cho các bạn xem xung quanh cái kính xíu ha. Cái phần uh, hướng dẫn uh, về cái kính con dán cái kính Corning của Hoda dành cho iPhone 16 Pro đến đây là cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip khác. Nhớ like và subscribe kênh nha các bạn.